Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ngày 5 tháng 2, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng Cảnh sát Giao thông tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân và xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Trong đó, Cục Cảnh sát Giao thông bố trí 6 tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện thường xuyên của các tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 1A, các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ xuyên Tết, đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tập trung kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như người điều khiển xe mà trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy, vi phạm tốc độ, xe cơ nới thành thùng. Các tổ công tác triển khai ở 58 địa phương, phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an cấp huyện, thị thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung kiểm soát, phát hiện, xử lý chuyên đề người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông khác, góp phần kiềm chế và làm giảm các vụ tai nạn giao thông. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong thời gian qua đã cho thấy công tác đấu tranh xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn đã thực sự hiệu quả, góp phần ngăn chặn hành vi vi phạm là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông. Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm chuyên đề người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn, ma túy, quyết tâm hình thành bằng được thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe. Vị đại diện của Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh quá trình xử lý vi phạm triệt để, không né tránh với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi trường hợp vi phạm bị phát hiện đều bị xử lý nghiêm xuyên suốt dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tính riêng trong năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 770.679 trường hợp tài xế mà trong cơ thể có nồng độ cồn. Tính trung bình, mỗi ngày Cảnh sát Giao thông phát hiện xử lý hơn 2.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Chỉ trong 15 ngày đầu ra quân, thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý 40.806 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trung bình mỗi ngày xử lý hơn 2.700 trường hợp vi phạm. Sáng 29 tháng 1, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội thảo tác hại của rượu bia đối với người tham gia giao thông đường bộ. Tại hội thảo, theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, tác hại của việc sử dụng rượu, bia là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, y tế, giáo dục, giao thông và làm gia tăng các vấn đề xã hội. Ngay từ khi có hiệu lực, Nghị định 100 đã tạo được hiệu ứng, lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân, giảm thiểu tai nạn giao thông. Đặc biệt, từ năm 2022 đến nay, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát Giao thông cả nước đã đồng loạt thực hiện quyết liệt việc kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có ngày nghỉ. Qua đó, bước đầu đã hình thành thói quen của người tham gia giao thông, đã uống rượu, bia thì không lái xe. Tuy nhiên, Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh chỉ ra rằng vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông trong cơ thể có nồng độ cồn. Trong đó, cá biệt vẫn xuất hiện những vụ tai nạn liên hoàn, làm chết và bị thương nhiều người, gây tai nạn rồi bỏ chạy, chống lại người thi hành công vụ. Xuất phát từ nguyên nhân người lái xe có nồng độ cồn trong cơ thể. Phó Cục trưởng Cảnh sát Giao thông nói, loại bỏ những nếp nghĩ cũ, thói quen xấu, trong đó có hành vi điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia là điều rất cần thiết. Đây là tiền đề để hình thành thói quen tốt của người tham gia giao thông và tiến tới xây dựng văn hóa giao thông. Cục đóng góp tham luận tại hội thảo, ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, hiện nay các quy định xử lý nồng độ đã tương đối đầy đủ, chặt chẽ. Tuy nhiên, qua phân tích các quy định hiện nay, Ủy ban An toàn Giao thông thấy rằng vẫn có thể sửa đổi, bổ sung để làm tốt hơn. Theo ông Trần Hữu Minh, hiện nay mức xử phạt hành chính nồng độ cồn đã ở mức tương đối cao, tạo được sức răn đe tốt. Tuy nhiên, trên thực tế, người uống 5 cốc hay 30 cốc đều có thể bị xử phạt hành chính như nhau ở mức 3, cao nhất trên 80mg trên 100ml máu, phạt 30-40 triệu đồng, tước bằng 22 tháng đến 24 tháng đối với ô tô. Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông nêu rõ,
điều này chưa phù hợp với quy định xử phạt hành chính, tương xứng với mức độ vi phạm. Theo chúng tôi, nếu vượt qua mức 3 hoàn toàn có thể tách ra để xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn ở mức đặc biệt nghiêm trọng, kể cả chưa gây hậu quả. Để thực hiện xử lý vi phạm nồng độ cồn đặc biệt nghiêm trọng, theo ông Minh, việc này cơ quan chuyên môn ngành y tế cần có văn bản khuyến cáo nồng độ cồn ở mức nào là đặc biệt nghiêm trọng. Khi nào người điều khiển sẽ mất kiểm soát hoàn toàn thì sẽ chuyển sang xử lý hình sự. Từ đó, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao sẽ ra các văn bản hướng dẫn để cơ quan chức năng phía dưới thực thi. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, việc tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông khá phức tạp. Công tác này gặp nhiều khó khăn, áp lực đối với đội ngũ y bác sĩ. Ngoài ra, một số bệnh nhân và gia đình người bệnh bị gặp tai nạn giao thông khi vào viện không hợp tác khi thực hiện xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn trong máu. Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 770.679 trường hợp người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ mà trong cơ thể có nồng độ cồn. Trung bình mỗi ngày, Cảnh sát Giao thông phát hiện, xử lý hơn 2.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Gần đây nhất, trong 15 ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý 40.806 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trung bình mỗi ngày xử lý hơn 2.700 trường hợp vi phạm. Đại tá Nguyễn Quang Nhật đánh giá, nguyên nhân chủ yếu là do hiểu biết của người dân về các tác hại của lạm dụng rượu bia đối với sức khỏe và đời sống còn chưa đầy đủ, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế. Đặc biệt, tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, do việc tiếp cận với thông tin về mối nguy cơ này còn hạn chế, do phong tục, tập quán, nếp sống gắn liền với bia, rượu. 19 giờ tối ngày 27 tháng 1, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh. Qua 3 giờ, Cảnh sát Giao thông kiểm tra hàng trăm lượt người lái xe máy, ô tô. Có 4 trường hợp vi phạm, 1 trường hợp kịch khung và 1 chưa đủ tuổi lái xe. Ngoài ra, một số tài xế thấy chốt thì vội quay xe. Gần 20 giờ, anh NMT, kỹ sư ngụ thành phố Thủ Đức, chạy xe máy về nhà trong trạng thái loạng choạng. Bị kiểm tra, anh này lý giải vừa có cuộc vui nhẹ với bạn bè. Với nồng độ cồn 0,257mg trên 1 lít khí thở, theo cán bộ xử lý, anh T bị phạt 4,5 triệu đồng, tước bằng lái 17 tháng. Do nhà gần nên tôi mới tự chạy xe máy, chưa kể lỡ đi công việc mà không có xe thì phải làm sao, anh T lý luận. Đến 20 giờ 30 phút, anh DHS, 17 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, được kiểm tra và nồng độ cồn là 0,262mg trên lít khí thở. S giải thích, đang là học sinh lớp 10 một trường giáo dục thường xuyên ở thành phố Thủ Đức. Hôm nay em đi hội xuân vui quá, có uống khoảng 2 lon. Do không tỉnh táo, S nài nỉ cảnh sát giao thông hỏi, có cách nào thoát không? Một cảnh sát giao thông giải thích cho S hiểu rằng, đã uống rượu bia thì không đi xe, và S chưa đủ tuổi để lái xe máy có dung tích xi lanh trên 50cm khối. Cùng tối ngày 27 tháng 1, cảnh sát giao thông còn phát hiện thêm 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khác. Trong đó, anh LDT, quê Hải Phòng, có nồng độ cồn là 0,457mg trên 1 lít khí thở. Tuy chấp nhận chịu phạt, nhưng do lương thợ mộc khoảng 8 triệu, giờ bị phạt đến 7 triệu đồng, anh thấy rất sót. Trường hợp còn lại, anh VTM, 25 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, có 0,153mg trên 1 lít khí thở. Anh giải thích do sếp ép nên đã uống hơn 2 lon bia. Có những người họ mời mình không thể từ chối, tôi cũng chủ quan vì nghĩ rằng ngồi đợi 3-4 tiếng mới về nên đã hết nồng độ cồn. Anh M phân trần. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!